Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ở nước Anh còn gần một tháng nữa sẽ đóng cửa, Arsenal đã có động thái nhanh chóng trong việc mua người. Và mới đây nhất, Unai Emery vừa có những phát ngôn về chính sách chuyển nhượng của đội bóng, và điều đó khiến người hâm mộ Arsenal mong chờ. Cụ thể, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu: "Chúng tôi trước tiên nói về khả năng ký hợp đồng với những cầu thủ rất lớn, rất đắt tiền. Và thật trùng hợp sau khi cựu thuyền trưởng Sevilla nói điều này, Á quân Europa League đang rất gần trong việc chiêu mộ William Saliba của Saint-Étienne. Hiện cả hai bên đã thống nhất mức phí chuyển nhượng của tài năng 18 tuổi này là 33 triệu euro. Ngoài ra, để nhanh chóng đi đến thành công, Arsenal cũng đã chấp nhận thêm điều khoản cho Saint-Étienne hưởng 20% tiền bán Saliba trong tương lai." Theo nguồn tin của tờ Goal tại châu Âu, Arsenal tiếp tục đàm phán với Real Madrid với mục tiêu mượn tiền vệ Dani Ceballos với thời hạn 1 năm. Cầu thủ người Tây Ban Nha được cho là muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Song rất có thể, tiền vệ 22 tuổi sẽ gặp trở ngại trong việc ra đi khi Zidane muốn giữ chân anh lại để có thêm những lựa chọn trong đội hình. Mùa giải vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu 165 trận trên mọi mặt trận, ghi được 12 bàn thắng cùng 11 kiến tạo. Nếu đem về Dani Ceballos theo dạng cho mượn trong mùa giải tới, pháp thủ sẽ phải trả toàn bộ lương của cầu thủ này và số tiền đó có thể rơi vào mức 2,7 triệu bảng một năm. Pep Guardiola vừa cho biết ông sẽ không cản đường Leroy Sané đầu quân cho Bayern Munich. Trả lời phỏng vấn trước báo giới, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết: "City đã đưa ra cho Sané một lời đề nghị. Chúng tôi muốn mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc. Mà City luôn muốn giúp Sané được hưởng phúc lợi tốt nhất theo khả năng của cậu ấy. Tôi mong cậu ấy ở lại, nhưng tôi đã nói với câu lạc bộ rất nhiều lần rằng tôi muốn các cầu thủ phải hạnh phúc ở đây. Nếu không thì họ có thể ra đi." Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Leroy Sané sở hữu những phẩm chất đặc biệt rất khó tìm trên khắp thế giới. Dù vậy, nhà cầm quân này chấp nhận để Sané ra đi để giữ sự bình yên cho phòng thay đồ. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge vừa công khai gửi lời thách thức tới Dortmund trước thềm mùa giải mới. Vị giám đốc điều hành của Bayern tuyên bố trên tờ Bild: "Tôi vẫn nghĩ chức vô địch Bundesliga mùa tới sẽ do Bayern định đoạt. Đúng là cuộc đua mùa trước đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt, tính cạnh tranh cao đi kèm với nhiều cảm xúc. Đúng là Dortmund đang thể hiện tham vọng cao độ. Song chúng tôi hoàn toàn tự tin vào việc giành chức vô địch mùa tới." Ngoài ra, vị giám đốc điều hành này cũng cho biết thêm về việc chiêu mộ thêm tiền đạo phương án dự phòng cho chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh không có chuyện Bayern lôi kéo Mario Mandzukic từ Juventus theo những tin đồn gần đây. Ông hé lộ chi tiết quan trọng rằng Bayern và Lewandowski đang tiến rất gần tới bản hợp đồng mới có thời hạn tới mùa hè 2023. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, thầy trò Antonio Conte đã di chuyển đến châu Á để tham dự tour du đấu hè. Inter Milan sẽ khởi đầu bằng cuộc chạm trán với Manchester United tại Singapore, và sau đó họ sẽ phải lần lượt gặp gỡ các đối thủ là Juventus, PSG, Tottenham Hotspur và Valencia. Đây chính là thời điểm để các Interista được tận mắt chứng kiến các tân binh vừa chuyển đến Giuseppe Meazza để có thể đưa ra những lời nhận xét. Tuy nhiên, Conte vừa phải đón nhận một tin không vui. Valentino Lazaro, tiền vệ người Áo, vừa chuyển đến từ Hertha Berlin đã bị căng cơ đùi phải. Các cuộc kiểm tra y tế vẫn đang được tiến hành để đánh giá mức độ chấn thương của chàng trai 23 tuổi. Như vậy, trong tay vị chiến lược gia người ấy chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất nơi hành lang cánh phải, đó là lão tướng Danilo De Ambrosio. Sau khi có sự xuất hiện của Antoine Griezmann trên hàng công, Malcolm được cho là không còn nằm trong kế hoạch tác chiến ở mùa giải năm sau của huấn luyện viên Ernesto Valverde. Tuy nhiên, theo tờ Goal đưa tin, nhà đương kim vô địch La Liga sẽ chỉ để cầu thủ người Brazil ra đi nếu nhận đủ 60 triệu euro phí chuyển nhượng. Như đã biết, Malcolm, cầu thủ sinh năm 97, có chiều cao 1m72 đã chuyển đến đầu quân cho Barca vào mùa hè 2018. Đội chủ sân Camp Nou chỉ mua cầu thủ này từ Bordeaux với mức phí chuyển nhượng là 41 triệu euro. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, tiền đạo người Brazil chỉ thi đấu được 15 trận tại La Liga, đóng góp công lao rất nhỏ với chỉ một bàn thắng và hai kiến tạo.